Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2023, giá tiếp tục đi ngang ngày thứ tư liên tiếp. Tại khu vực Tiền Giang, kem lớn là 38.000 đồng, kem nhì là 28.000 đồng, kem ba 16.000 và hàng chợ dao động trong khoảng từ 5 tới 6.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn 37.000, kem nhì 27.000, kem ba 15.000 và hàng chợ 5.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, kem lớn 36.000, kem nhì 26.000, kem ba 15.000, hàng chợ 5.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 37.000, kem nhì 27.000, kem ba 15.000, hàng chợ 5.000. Giá mít tại khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất là 30.000, kem lớn là 27.000 và kem nhỏ là 10.000 đồng. Tại Tây Ninh, Bình Phước và cả khu vực Tây Nguyên thì giá cũng tương đồng, không có biến động. Mít nhất từ 30, kem lớn là 27 và kem nhỏ là 10.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.